Hi, chào mọi người. Thì hôm nay mình đang ở studio của mình. Mình đang được sửa điện vì hệ thống điện ở nhà ở Hugo đã bị vấn đề, nên là được cô chủ nhà cho chú Thọ tới sửa và không tốn tiền. Thế sau những này mình sẽ làm một clip nói về cái chuyện là cái kỷ niệm mà mình đi thuê nhà nó như thế nào cho các bạn. Và thực sự thì đây là lần đầu tiên mình đi thuê nhà ở Việt Nam. Dù là hồi đó lúc mà mình sống ở nước ngoài á, thì mình cũng đã từng đi thuê nhà rồi, cũng đã từng sống rất là nhiều nơi. Nhưng mà bạn biết không, mỗi nơi nó sẽ có cái cách thuê nhà khác nhau. Và cái câu chuyện mà mình thuê được cái căn nhà này á, thì nó rất ư là drama. Nó gọi là duyên số á. Mình sẽ đi một phòng studio để cho các bạn thấy. Thì đây là studio của mình, đây là cái chỗ mà mình đã những bức ảnh mình chụp. Đây là cái kho, hay là một cái phòng mà mình hay dùng cái từ là phòng tối. Cái bộ lúc mà mình mới mở, mình không có nhiều tiền á, mình đi ra ngoài ở phố Văn Kiệt, mình đi lượm về và mình tốn khoảng 150 để trả nó về. Tính ra cái bộ đó 150. Cái chọn studio này đúng không, có nhiều thứ mình lượm về lắm. Đây đó. Này, cái bàn trắng đó cũng lượm về luôn. Mình lượm ở trên đường Tôn Thất Thuyết ở quận 4 á, chung với cái bàn này. Đấy, đó đó. Đó đó, mình lượm về luôn. Đó đây lượm như lắm. Đây là phòng sáng, vì lý do phải gọi là phòng sáng tại vì nó có cái cửa sổ rất là lớn ở đây. Để mà chụp ảnh thì bạn biết rồi, chụp ảnh cần có lighting, cần có nút sáng. Chụp ảnh là cái quá trình gọi nôm na, nếu mà theo khái niệm của lý thuyết gọi là quá trình phơi sáng, thì nó cần một thứ gọi là ánh sáng. Thì ánh sáng càng tốt, càng đẹp thì chụp ảnh sẽ càng đẹp. Thì đây là một phòng sáng mình có hơi bừa bộn đi. Đó là một cái background rock. Dạ. Đây là chỗ trang điểm. Và đây cái giường. Cái giường để chụp rất nhiều concept. Chủ yếu là concept giường chiếu cùng chung với lại cái concept bồn. Ok, đây chú. Đây là cái phòng lớn. Đây là phòng có một cái cửa sổ cực kỳ lớn. Đây là. Và đây là phòng bếp. Dạ đâu không? Nó hơi bừa bộn. Mình mới đi show về nên mình cũng chưa kịp dọn. Đây là bếp của mình. Đây nấu cơm có một cái ánh sáng. Thì nếu mà mình làm những cái quay ảnh, quay điện thì mình sẽ làm ở đây, nấu ăn ở đây. Và với ánh sáng chiếu vào thì nó khá là đẹp. Ok, và đó. Mình thích của căn phòng này là 80 m². Cho các bạn, đây là cầu thang đi lên. Đây các bạn. Rồi, bây giờ mình đi vô. Thì chú đang sửa. Rồi, thì bây giờ đây là cái lúc mà mình quý cái giá mình thuê cái phòng này. Mình thuê cái phòng này nó là 8,5 triệu chưa điện nước. Thì điện nước này tính theo điện nước của gia đình cho nên là nó cũng không nhiều lắm. Tiền điện mình dao động khoảng từ 500 đến 700 một tháng. Ngoài ra là có tiền vệ sinh nhà nữa, là khoảng vệ sinh cầu thang này nọ, thắp điện cầu thang là khoảng 300 1 triệu nữa. Ngoài ra tiền nước và tiền rác. Tiền internet thì vị chi cho một tháng là mình chi trả cho căn hộ, cái studio của mình là khoảng 10 triệu. Thì cái giai đoạn mà nên là đúng một năm mình mở cái studio á, khoảng giai đoạn 3-4 năm trước, thì mình có nhiều người hỏi mình có bao giờ mình ý định mở studio không, thì mình luôn nói là no, mình sẽ không mở đâu, vì sau mỗi tháng mình phải tốn một chi phí để duy trì đó, rồi phải đóng thứ nữa. Thì tự nhiên tới một ngày năm tháng 10 năm 2018 năm ngoái á, thì đúng cái clip này mình làm là đúng một năm đó, thì tự nhiên mình quyết định là mình phải có một cái gì đó của mình. Và thế là mình quyết định đi làm một cái studio. Thì tất cả những cái khó khăn lần đầu là mình phải set up cái phòng này, phải sơn sửa lại, phải làm lại tất cả mọi thứ và để đưa nó vào hợp đồng.
và đồng thời đó là làm sao mà kiếm tiền để duy trì nó, thì thời gian đầu rất là khó khăn rồi mình cũng đã vượt qua và bây giờ đã một năm rồi và mình tiếp tục muốn cái studio này và đang đưa vào một số concept mới, một số vận hành mới để upgrade nó lên, để nâng cấp nó lên, để cho nhiều người tới chụp nữa. Thì như mọi người biết thì mọi thứ làm việc nó đều có khó khăn đúng không? Như một năm mình kể thì mình sẽ chia sẻ một phần là sao mình lý do mình làm studio, thì sẽ nói phần sau thì mình sẽ kể phần này là có câu chuyện là mình mướn được cái căn phòng này, vì tất cả những người khách nào tới đây đều có một cái câu hỏi là ô cái căn phòng này mướn là bao nhiêu vậy, cái nhà này đứng bao nhiêu vậy, diện tích nó bao nhiêu vậy, rồi ồ đã vậy, đẹp vậy, cái view nó đẹp vậy, rồi đây mình dẫn một cái view. Đây là cái view đó, các bạn thấy ngược không? Đây nó dội nó sẽ ngược này, rồi bây giờ mình sẽ quay lại. Thì mọi người đều hỏi là cái chỗ này nó bao nhiêu tiền và được như không, thì mọi người đều muốn là có thể có cơ hội để thuê nó, và hỏi trong cái khu vực căn hộ này của mình có còn cái và họ đều sau khi hỏi được giá tiền và thấy được cái cảnh đẹp rồi, mọi người đều hỏi là trong cái khu vực này còn cái nhà nào mà cho thuê nữa không. Thì hiện ở đây mình cho chia sẻ luôn được cái câu chuyện mà sao mình thướng được cái nhà này. Thì cách đây khoảng 1 năm thì lúc đó mình đang đi kiếm diện tích để mà thuê, lúc đó mình ngân sách không có nhiều, mình chỉ có khoảng 6 triệu cho một cái lần mướn. Nhưng mà sau khi người bạn của mình là bạn Zen á, bạn thân của mình bạn kiếm được cái chỗ này thì nó vào giá là 8,5 triệu và phải leo lầu. Nhưng mà cái một vấn đề, cái ưu điểm của nó là nó rất là gần nhà mình ở quận 10, thì chỗ cái studio này ở quận 5 thì khoảng 3-4 phút là tới rồi. Thứ hai nữa là nó nằm ngay gần trung tâm, có nghĩa là nằm ngay khúc đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Trãi, có nghĩa là bạn chỉ cần đi vượt qua khỏi đường Nguyễn Văn Cừ là đã qua quận 1 rồi. Nó rất là gần trung tâm cho nên là rất là tiện, mà khu vực ở phía dưới là rất là nhiều đồ ăn ngon. Thì lúc đó mình cũng nói chỗ này có vẻ tốt, có vẻ rất là ok, thì mình nghĩ ok thì mình sẽ mướn. Lúc đó thì cô chủ nhà chỉ cho mướn khoảng nửa năm, 3 tháng hoặc 6 tháng, vì lý do là cô cũng định bán á, cho nên là 6 tháng. Thì mình lúc lần đầu mình liên hệ thì cô nói vậy, cho nên là mình ok, mình sẽ đi kiếm một cái chỗ khác. Thì thứ nhất là cái giá này nó cũng hơi với tầm của mình. Nhưng mà thứ hai thì mình lúc đó mình cũng không thích lắm cái studio này lắm, cái địa điểm này lắm. Tại mình chỉ một cái là nó lớn, cái địa không thích lớn nhất thôi, là giá tiền thôi. Ok, thì sau đó thì mình đã đi kiếm một vòng, mình không kiếm rất là nhiều. Sau đó mình lại quay lại một lần nữa, mình hỏi cô là bây giờ cô có thể nói là cô tuần cuối cô hãy cho mướn được bao nhiêu lâu, trong thời gian bao nhiêu lâu. Thì ok, sau lần thứ hai đó mình liên hệ thì cô mới nói là cô chủ nhà mới nói là thôi cô sẽ cho con mướn 1 năm để con làm ăn. Thì sau 1 năm đó mình tính tiếp. Thì lúc đó thì mình nói ok, mình suy nghĩ là 1 năm làm được gì không, 1 năm có thể có kiếm được gì không, thôi thì làm. Và ok, mình mướn nhà và mình cô cho hẳn mình 15 ngày để setup luôn. Và mình đi coi thầy. Đầu tiên mình chưa bao giờ đi coi thầy, nhưng mà mình đi coi phong thủy á, mình chọn ngày để mình khai trương, chọn ngày mình động khổ. Thì cái câu chuyện nó rất là nhiều cái để mà sẽ chia sẻ với các bạn sau. Đó là lúc mà mình mới làm á, có rất là cái người tới sửa, cái anh tới sửa mới vừa tới là anh đã té gớt xuống mà bị gãy xương á, gãy lưng á, chật cái khớp lưng ở đây, té xuống rồi ổng nằm luôn. Thì sau đó khi mà có người tới coi phong thủy á, thì mới biết là cái cánh cửa này nè. Các bạn thấy cái cánh cửa này, các bạn thấy có cái này không? Thì theo như của cái số của cái lá số á, cái chiều ngang của cái cửa này nó nằm vào cái trường bệnh và tai họa, cho nên mình phải cải cái số bằng cách mình đóng cái này vào nó an toàn cho người ở. Mình có nhiều cái nữa là mình có nhờ người thầy phong thủy coi đo đạc rồi đặt hướng giường này nọ. Và nhớ sau 1 năm thì kinh doanh khá là ổn,
đối với mình là cảm thấy một cái sự tiến bộ. Mình cảm thấy là cái việc đi coi phong thủy nó cũng rất là ok. Ok, mình tham nhận cái đó, đó đi. Sẽ nói sâu hơn về cái phong thủy đó trong một cái liệt bài sau. Thì ok, sau khi mình mướn được một năm thì mình thấy là chuyển thành hơn rất là nhiều. Mình có một cơ ngơi riêng của mình, có một cái chỗ để mà mình buổi tối nếu mà mình bị khóa cửa nhà, mình có thể dẫn mình có thể dẫn bạn bạn nào đó tới nhà chơi. Bạn biết đó, cái tất nhiên là có thể mướn khách sạn, có thể mướn, nhưng mà một cái nơi nào đó của riêng bạn, nó là được set up cho bạn, và bạn như căn cứ địa của bạn thì bạn sẽ làm được rất nhiều thứ hơn. Có đèn vàng nè, có nhạc nè, có rượu nữa nè, thì giá ok rồi. Thu nhập mình tốt hơn và mọi thứ cũng tốt hơn, nên là mình cũng rất cảm ơn người bạn thân của mình là bạn Zen đã thúc ép mình để phải mướn cái studio này đi để làm. Lúc đó mình cũng cảm thấy là không biết lúc đó là 10 triệu làm sao mình có thể kiếm ra 10 triệu một tháng để mà trả tiền nhà. Phải tất nhiên là phải kiếm hơn 10 triệu để ít nhất là phải có lời chứ. Mình chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ mình đã làm được. Thì đôi khi mình nghĩ là mọi thứ đều có duyên. Mình mướn được cái nhà này cũng là cái duyên. Mình quay lại lần thứ hai này mình hỏi cái câu chuyện nhà để mình mướn cái nhà này cũng là một cái duyên. Và mình làm được, mình thay đổi được cái vận mệnh của mình cũng là cái duyên. Giống như mình cảm thấy là sau một năm mình thấy mình tâm đắc nữa, là ngoài cái chuyện duyên số ra đi nữa, một cái drama mình có thể mướn cái nhà này nữa, mình lúc nào mình cũng tự hào khi mà bất cứ người khách nào tới mà mình cũng rất là mình mướn cái nhà này nữa. Và nhiều người khách nói thì nào anh không mướn nữa, thì để nói cho em ha. Cái thứ hai nữa là mình gặp được người chủ rất là tốt, cô cho người thợ tới sửa sau một năm. Nếu đúng như các bạn sẽ biết là nếu mà những cái thứ mà hư hỏng trong nhà, mà nếu mà trong lúc mới mướn mà bạn không sửa, bạn không nói chủ nhà thì bạn sẽ phải bỏ tiền ra. Nhưng mà đây là cô tự cho người tới sửa luôn. Mình thấy là việc gặp chịu tốt là rất là may mắn với mình đó. Và cái thứ ba nữa là việc mình sau khi mình mướn được cái studio thì mình thấy được đó là chúng ta phải đặt mình ở một cái ngưỡng bờ vực để mình thúc đẩy mình phải nhảy thật xa để qua một cái tầm cao mới. Nếu mà mình không mướn studio thì không phải trả một số tiền quá lớn, và mỗi tháng như vậy thì 10 triệu cũng không lớn lắm, nhưng mà đối với mình cũng lớn. Thì mình không được như bây giờ, mình cũng không cố gắng để mình làm nhiều hơn, mình tiến bộ hơn. Mình thấy tất cả câu chuyện phim hay là phim ảnh đều là trước khi con nhân vật chính trưởng thành thì họ phải vượt qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu thử thách, thì đây cũng là một thử thách của mình. Tất nhiên mình sẽ có những thử thách sắp tới nữa mà mình đang muốn làm. Ngoài ra mình muốn cho các bạn thấy là mình còn có một cái xương thưởng rất là bự ở trên nữa, cực kỳ bự. Ok rồi, thì mình sẽ cho các bạn đây một xương thưởng của mình. Là khi mình nhìn thẳng ra từ cái cửa sổ của mình cũng rất chi và này nọ nha. Rồi có gió. Mấy cái cây này là hồi đó mình để trong nhà, nó hư gần hết rồi. Mình đem ra đây nó sống rồi. Mình dẫn cái quỷ gì nữa. Không biết ai cắm cái quỷ này vô đây. Ok. Rồi, thì đây là cái view của mình. Ok, cảm ơn mọi người đã coi cái video, cái clip của mình một năm sau khi mướn nhà studio của mình. Thì các bạn nếu thấy chia sẻ của mình rất là hay, hay là sau đó xem hay, ngừng hay, thì cứ like và subscribe giùm mình nhé. Nhớ like và subscribe. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn cho cái việc làm vlog này, mới bắt đầu làm lại. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.